13 Pro Max giá bán là 14.800, còn Note 20 á em bán là 4.550.000 nha. Đây sẽ là phiên bản á, là phiên bản Hồng Kông và ngoại hình á là đẹp 99% mọi người. Note 20 nha. Đó, Note 20 thì bản Hồng Kông mọi người cũng biết đúng không? Hai SIM được lý nè, cộng thêm á sẽ là RAM 8 và 256GB. Rất là ok luôn, mọi người thấy không? Đây, được một cái 99 nha. Nói chung là hàng thanh lý. Cái con này là em lỗ 2 triệu nè mọi người. Nói chung là nhân viên test không kỹ. Thôi thì hôm nay xả lỗ nha. Đó. Máy bình thường đang bán là 16.600. Đó, và hôm nay thanh lý là còn 14.800. Lỗ 1.800. Hôm nay sẽ về 14 Pro Max 20.900. Là bản Việt Nam, bản Việt Nam. Ba con này là bản Việt Nam. Đó. Bốn con bản Việt Nam luôn. Con thứ năm là bản Việt Nam luôn. Hai con màu trắng cũng là bản Việt Nam mọi người. Đó, bản Việt Nam sẽ là VNSA. Đây, 14 Pro Max. Đây mọi người thấy không? VNSA nè, 128GB. 20.900. Đây, con này cũng vậy nè. Đó, đa số em mua hàng là hàng chính hãng thôi. Đây. VNSA luôn, mọi người thấy không? 20.900 luôn. Đó, ba con 20.900, bản Việt Nam hết mọi người. Bên em bán thì có trả góp không cần trả trước nha. Hôm nay thì cũng thanh lý một số dòng máy và bên em cũng giảm một số dòng máy luôn rồi. Vì nói chung thì mấy dòng đó bị ế nên xả lỗ. Đó, giảm giá cho người để có tiền lấy máy khác mọi người. Đó là LG V60. Được hai con đẹp 99. Đó. Hai con đẹp 99%. LG V60 3.950 có hai màu. Và mọi người lưu ý nè, bên em á thì chỉ giao dịch một số tài khoản. Ủa, cái tài khoản này phải. Đẹp xíu mọi người. Đây. Đây mọi người, bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh nha. Vietcombank 97168 5 con số 9 rồi. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Số tài khoản của em không bao giờ bị khóa hoặc bị lỗi mọi người. Nếu mà có khóa hay lỗi á thì mọi người á đợi khi nào mà chuyển khoản được thì mọi người chuyển khoản đúng số tài khoản Hà Quốc Minh giúp em nha. Đó, mọi người lưu ý giúp em. Rồi, con đầu tiên nè, hôm nay có được con Z Fold 4 bản Việt Nam chính hãng. Đây. 15.900 Z Fold 4 Việt Nam chính hãng nha. Đây, bản Việt Nam chính hãng á là được hai khe SIM, khe SIM 1 và khe SIM 2 là bản hai SIM vật lý mọi người. RAM 12GB và bộ nhớ là 256GB. Z Fold 4 nha. Chính hãng Việt Nam luôn. Đó. Đây. Màu kem. Màu kem mọi người. Ok chưa? Ngoại hình em thấy cũng còn khá là ổn nha. Chắc tầm khoảng 97-98 mọi người. Đây. Màu kem. Đó, bên em thì có trả góp không cần trả trước nè. Có hộp cụ đơn mới nè. Ship có thì cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán. Thoải mái nha. 15.900 với phone 4. Rồi. Có con iPhone, có con nào iPhone 6 triệu không anh? 6 triệu thì mọi người bù thêm xíu nữa được iPhone 11. Hoặc là iPhone iPad nha. Chỉ được 64GB thôi. Nói chung 6 triệu iPhone thì tầm đó thôi mọi người. Nếu mà máy bình thường. Đây là một con em sẽ báo mấy con 14 Pro Max trước đây. Cũng nhiều người hỏi 14 Pro Max. 14 Pro Max con đầu tiên nè, 20.900 nha. Con này là pin 88%, bản Việt Nam chính hãng. Đây. Đó, 128GB. Bản VNA nha. Đây, pin của nó đây. Pin là 88%. 20.900. Đó, mọi người trả góp thì mọi người trả trước á là 6.900. Được không? Con này cũng quá trời đẹp. Đây. Ok chưa? Laptop, lưu điện thoại xong laptop nha anh. Laptop ở này em chưa có hàng mới. Em cũng chưa có quay được cho mọi người xem. Dạo này mọi người cũng quan tâm mấy dòng laptop nhiều dữ. Lúc đầu mà chỉ định bán là dòng mong manh thôi. Bây giờ mà rất là nhiều người hỏi cái laptop luôn. Ngày nào like cũng quá cho người hỏi này có laptop không, này có laptop không. Nói chung thì laptop thì bên em không chiên. Nhưng mà cố gắng là lựa mấy con máy cấu hình ok mà giá tầm trung mọi người. Đó. Tiếp theo là một con pin 87 nè, cũng là 20.900 nha. 14 Pro Max. Này, bản VNSA luôn, 128GB. Pin của nó đây mọi người. Pin là pin 87 nha. Đó. Kết bạn hay liên hệ Zalo nào shop, mọi người nhắn tin fanpage chính giúp em luôn nha. 753.000 lượt theo dõi là kênh chính của em mọi người. Đó. Ok chưa? Con này là pin 87 nha, cũng là 20.900. 20.900 mọi người. Con này nó bị nhầm dưới đây. Đó. Bên em có 3 con. Mọi người thấy được con nào mọi người ưng thì liên hệ em hoặc là qua xem trực tiếp cũng được. Địa chỉ của em á là 48 43 Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh. Còn mọi người tìm địa chỉ á, mọi người tìm 98 thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì 43 nó hay bị trùng với số nhà bên dưới mọi người. Đây là một con cũng là 20.900. Con này cũng là pin 87 luôn và cũng là bản Việt Nam chính hãng nha. Nè. Pin zin 87%. Đó. Nói chung thì em quay hết chi tiết cho người xem. Rồi, bản Việt Nam nha. 20.900. Bữa thì em bán bữa thì em bán là 21.500. Mấy con đó thì pin cao. Nhưng mà hết rồi mọi người. Rồi 4 rồi mắc thì bây giờ ít hàng. Đó. Bản chính hãng thì rất là ít hàng luôn. Em quay một góc, em phải chùm một góc cho người xem cho nó kỹ. Đây. 20.900 nha. Rồi. 11 Pro. À 12 Pro giá 11 triệu mấy cho em coi máy hả? 12 Pro hình như em không có để đây à, nhưng mà 11 triệu mấy là đúng rồi, 12 Pro đúng giá mọi người. Đó. Và tiếp tục là hai con 14 Pro Max màu trắng nè, mà phiên bản là 256 GB. Cũng là bản chính hãng nha, mọi người không? VNSA là bản chính hãng bán tại thị trường Việt Nam nha, 256 GB. Đó. Pin con này là còn cao nè, pin còn 91. Giá bán con là 23.500. Màu trắng thì lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn mọi người. Đó, màu trắng rất là ít hàng nha. Màu trắng hay cái viền á, mọi người có thể đánh bóng được. Được không? Đó, rất là ok luôn. Đây màu trắng đây. Ok cho mọi người. Đó, một góc phải chùa một góc đi. Hôm nay em giảm giá rất là nhiều mẫu nha. Mọi người sáng xem hotline giúp em, tại vì em sẽ báo những cái dòng máy mới về trước cho những người vô sau á, người ta sẽ không bị tua qua mọi người. Đó, em sẽ báo những con máy mới về trước. Con này thì còn dán bé nha. Con này pin 87. Con này pin có 87 à. Em bán là 22.800 nè. Cũng là bản Việt Nam chính hãng. Được không? VNSA 256 GB. Con này hô của khách. Pin 87 nha. Còn dán viền bé luôn mọi người. Cái này mọi người lột ra được cũng được nha. Còn trắng thì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Không? Ok nha mọi người. 20.800 là phiên bản 256 GB. Và còn đây sẽ là một con 13 Pro. Đó, 128 GB, 14.050.000, 13 Pro. Mấy dòng 13 Pro, 13 Pro Max bên em vẫn bao xanh màn hình cho người nha. Bây giờ thì có cách fix rồi mọi người. Đó, mọi người xanh màn hình cứ đưa qua em fix lại đợi lấy luôn. Đó. Này, ok chưa? Máy cũng còn khá là ok nha. Bên em bán là quốc tế mọi người. Bên em bán giá là máy này là quốc tế hết nha. Con nào lóc thì sẽ báo luôn. Đó. Còn không lóc thì không máy quốc tế thì bên em khỏi báo nha. Để vậy cho nó tiện mọi người. Nó nhanh gọn lẹ. 14.050.000. Con này giá ok mọi người. Không? Đó. 14 triệu đi. Cả 14 triệu đi. Tiếp tục là 13 Pro Max. 13 Pro Max thì 16.600. Pin 85, 84, 85 luôn. 16.600. Đây con này bản Mỹ nè, 128 GB, màu xanh, 16.600. Đó. Hy vọng hôm nay tìm được một con tầm giá và đúng với nhu cầu. Cảm ơn Huy. Ok, cảm ơn anh. Màn hình zin không anh, con nào anh ơi, con nào bên em là màn hình lô là báo luôn. Zin là cũng báo luôn mọi người. Zin hay lô là cũng có nói trước. Đó. Này, ok chưa? Mấy con này phải chùi đợi cho mọi người xem nó mới kỹ được cái dòng máy của nó. Đó. 16.600, pin còn 85 mọi người. Bản Mỹ, bản Việt Nam cũng có nè. Con này bản Việt Nam nè. Nên mọi người cứ yên tâm về zin hay lô nha. Đó, bên em cam kết cho người á là zin trọn đời luôn. Mọi người mua về phải không? Mà khi nào mọi người thấy á đem đi bán chỗ khác phải không? Bên khác chỗ khác nói không zin cứ đem qua em. Em kiểm tra đúng không zin em sẽ trả tiền mọi người. Hoặc là em đổi cái máy khác. Đó. Vậy cho nó nhanh gọn lẹ mọi người. Ok chưa? Bao zin trọn đời 16.600. Đây là lời cam kết của em nha. V60 Huy ơi, ok luôn anh. Em có được hai con V60, bữa giờ mọi người hỏi rất là nhiều. Mà hai con này đẹp chính chính nha. Một con thì màu xanh và một con á là màu trắng. Đây con này màu trắng nè và con này màu xanh nè. Đây. Đó, 3.950, máy đẹp chính chính. Con màu trắng thì còn siêu viền. Mọi người thấy không? Đây cái viền của nó rất là đẹp. Đây, màu trắng thì còn siêu viền nha. Cái này lột viền nghe là mọi người thấy mới liền mọi người. Thì cái này em chưa lột. Đó. RAM 8 128 GB và chạy con chip Snapdragon á là 865 nha. Đó,
865. Giá bán là 3.950.000 với phiên bản là đẹp 99%. Ok chưa mọi người? Kích thước màn hình con này sẽ là 6.8 inch. Camera thì con này cũng khá là ổn. Đó. Ok chưa? Rồi. 3.950.000 nha, LG V60. S21 Ultra bản Mỹ có anh ơi. Bản Mỹ nếu anh có hàng hành lý vẫn có luôn, còn máy bình thường thì 8.350.000. Có S22 new không anh? Hết rồi, cái đó quốc rất là nhiều người hỏi em mà em hết hàng. Rồi, bây giờ con nó 20 hành lý nè. Đây, để em chỉnh qua cái này một cái. Đây là một con nó 20, máy đẹp 99%. Đây. Giá bán là 4.550.000. Máy đẹp 99 nha, phiên bản 2 sim. Đây, con này là hàng hành lý mọi người. Khai sim 1, khai sim 2 và được hỗ trợ 5G. Vì đây sẽ là phiên bản á, là bản Hồng Kông mọi người. Bản Hồng Kông thì có 5G, bản chính hãng chỉ có 4G thôi. RAM 8 256 thôi nha. Đó. 4.550.000. Hàng đẹp 99 á, em đang bán á là 6.650.000. Con em trừ xuống á là 5.550.000, trừ xuống là 2.000.000. Này. Con này em trừ xuống là 2.000.000. Con này em trừ xuống là 2.000.000 với máy bình thường. Máy đẹp 99 nó thay mua là em bán là 6.650.000. Đó. Này, ok chưa? Cái chỗ này thì máy này nó cũng bị mọi người xài ốp lưng á, nó bị phạt bạc màu nha. Đó, chứ đâu phải là bị chày đâu. Nhưng mà anh em vẫn là con này là 99% nha mọi người. Thấy không? Có sao bên em bảo vậy nha. Rồi, con này sẽ là chạy con chip Snapdragon đó là 865. 4.550.000. Với tình trạng á là màn hình trắng sáng nè, mọi người thấy không? Không bị ám, không lưu ảnh, nhưng mà nó bị một cái sọc ở đây. Cái này sọc này á, em sẽ lấy một cái điện thoại em sẽ zoom cho mọi người xem nha. Tại vì nó sọc nhẹ quá mọi người. Em sẽ lấy một cây 14 Pro Max zoom lên cho mọi người xem. Rồi ta. Đây nè, đây nè. Đây, em sẽ lấy một cây 14 Pro Max. Em sẽ zoom lên cho mọi người xem nha. Tại vì nếu mà quay thì nó không thấy được. Tại vì nó nhẹ quá, mọi người đâu thấy được cái chỗ sọc đâu đúng không? Mọi người có thấy được chỗ sọc không nhờ? Giờ đâu thấy được đâu. Rồi khúc này xuống nè. Tại vì nó nhẹ quá mọi người. Em sẽ lấy một con 14 Pro Max, em sẽ zoom nè. Zoom ra nè mọi người thấy không? Thấy một cái đường kẻ xuống không? Đó. Cái đường kẻ xuống nè. Này. Cái đường kẻ xuống như nè, thấy không? Đó. Ok chưa? Đó, cái đường kẻ này, đường kẻ xuống đây nè. Rồi. 4.550.000. Ok chưa mọi người? Tình trạng thì em báo rất là rõ nha. Bên em vẫn hàng hành lý nè, bên em bán cho người á là vẫn có bảo hành 3 tháng nha. Đó. Không có máy này đổi, em sẽ đổi một khác. Tại vì cái hàng hành lý á chỉ có một con không mọi người. Đâu có con nào mà lỗi giống con nào được đâu đúng không? Đó, em sẽ đổi cho mọi người một con mẫu khác. Ok nha. À, lên con EQ hả? EQ hôm nay nè. Đây, cái con này thì thật sự phải nói là bán xa lỗ. EQ7 mọi người. Con này chạy con chip Snapdragon á là 888 nha, RAM 16 256 GB, màn hình tần số quét là 120Hz. Nói chung dòng này dòng cao cấp mọi người. EQ là dòng cao cấp của EQ7 là dòng cao cấp mọi người. Em đang bán là 5.650.000 là giá giảm rồi, hôm nay em giảm tiếp. Giảm khi nào bán được thôi mọi người. Đó, giảm khi nào mà bán được thì thôi nha. Ý là ta 5.650.000. Em thấy thị trường đang bán là 5 triệu mấy là với 5.500.000 á là với phiên bản là RAM 828GB. Nhưng mà con này là RAM 12 và bộ nhớ sẽ là 256GB. Đó. Đây. RAM 12 cộng 8GB nè không? Bộ nhớ là 256GB nè. Đó. Có thể mở rộng một kích linh hoạt đến 8GB đúng rồi. Là RAM 12 256GB. Con này em giảm cho mọi người xuống là còn 5.150.000 đi. Đây. 5.450.000 nha. Chip Snapdragon 888, màn hình 120Hz. Đó. Nói chung là đa số mấy con này là bên em bán xa lỗ, con này cũng để lâu lắm rồi. Lâu lắm mọi người. Đâu phải máy nào về cũng bán được liền đâu. Mọi người thấy không? Thì nói chung thì có bù qua bù lợi thôi mọi người. Nhưng mà nếu mà có lời thì mới làm chứ không lời sao làm. Còn nhân viên còn mặt bằng này nọ nữa, đúng không? Vô camera test cho người xem nha. Là bởi vì mới nói là có thịt với có nạc, có nạc với có xương mọi người. Này, góc rộng nè. Zoom được 20x mọi người.
xin được 20x nha. Đây là cam Gasofi. Ồ tính ra con này nó cài mặt dữ ta. Đó, 5.150 nha mọi người. 5.150. Chip sẽ gần 888. Rồi. À cái con nó 20 chốt được nhắn tin nha Trinh ơi. Tiếp tục là clip 4 cho mấy anh chị nè, quá trời người bình luận với clip 4 luôn. Anh Lê Khởi nè, anh Trần Khánh Duy. Đây. Với clip 4 thì con này á em thấy là còn siêu viền không ta? Không, không còn siêu viền. À với clip 4, bản Việt Nam chính hãng 2 sim. Đó. 1 eSIM, 1 xương lý nha. RAM 128GB. Giá bán con này là 8.6. 8.650. Đây 8.650. Con này em thấy cũng hơi chạy nha. Con này em thấy cũng hơi chạy á mọi người. Đây nó bị nhầm đây nè. Đó. Hoặc nhầm ngay góc này. Nói chung thì có sao quá vậy mọi người, thấy con này xấu quá thì mọi người đợi con khác cũng được nha. Đây. Ok. Rồi. Hello tiếp mẫu khác nha mọi người. À, coi gì nữa ta? 3 Pro rồi. Nó thay mua rồi. À, 14 Pro Max em có được thêm một con pin 100% nè. Bảo hành tháng 11/2023. Đây. Tháng 11/2022 ngày mua là còn bảo hành đến là ngày 11/11/2023. Ô. Ngày 11/11 luôn, cũng gần hết rồi. 4 số 1 luôn. Con này bản ZB và bộ nhớ là 128GB. Con này pin 100%. Đây, 14 Pro Max. 21.600. Đếm chùa con này cho mọi người xem. Đó. Có lẽ con này bên em có hỗ trợ cho góp nè. Hô cụ đó mới đó mọi người. Nói chung bên em là có hô cụ đó mới hết nha. Thì bây giờ không hô cụ đó mới thì mọi người cũng khó mua điện thoại được. Tại vì bây giờ mình mua cái điện thoại mình cũng dư ra thêm một cái mà không biết đổi ở đâu, không biết bán ở đâu. Đó. Thì bên em có hô lại hết luôn. Đây, hôm nay con S21 Ultra giá cũng khá là ok. 7.850.000 S21 Ultra với phiên bản là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Hồi mọi người thấy á, S21 Ultra với phiên bản là RAM 128GB không? Con này là RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Giá bán là 7.850. Đây ngoại hình của nó đây. Không. 7.850. Đó. Ok chưa mọi người? Con này cam Gasum 100X nha. Đó, cam Gasum 100X. Đây là sẽ là phiên bản của hàng mọi người. Bản hàng thì được 256GB nha. Đó, một sim thôi. Con này em cũng hô là của khách nè, khách trên đời S21 Ultra. Đó, chia là cho em nè, 7.850.000. Rồi. Còn chốt chưa? Đây là một con Note 20 5G và con này cũng là phiên bản Hồng Kông luôn. Mà con này bị phản quang, mọi người thấy không? Nhân viên của em á là nó test nó ghi ra hết cho em luôn. Đây nó bị phản quang đây nè. Con này em trừ xuống á là cũng là hàng đẹp chính chính nè. 6.6 trừ xuống 1.2. Em trừ xuống 1.2. Đây nó bị phản quang đây nè. Đó, mọi người nhìn kỹ mới thấy nha. Đó phản quang đó đó. Cũng là RAM 8/256GB luôn. Này. Bị phản quang nha. Trừ xuống 1.2 là còn 5.450. Ok nha mọi người. Rồi. Lên tiếp mẫu khác nha. Đây là con 13 Pro Max mà nãy em nói á, là lỗ 1.8 đó mọi người. Đây. Đây là phiên bản Việt Nam chính hãng nha mọi người. Mọi người thấy không? 14.800. 13 Pro Max. Bản Việt Nam 128GB. Và pin con này thì còn 86%. Nói chung nhân viên test không kỹ thì thôi. Mình cũng không trách được mọi người. Nhiều lúc cái gì cũng quá sơ sức. Bởi vì lỗ 2 triệu nè mọi người thấy không? Máy thì cũng còn khá là đẹp nha. 14.800. Đây. Máy đẹp nha mọi người. Đó. 13 Pro Max 14.800, giá bằng 13 Pro. Bản Việt Nam luôn. Đây mọi người nhìn kỹ nè. Con này mọi người nhìn kỹ nè. Nè. Nó có một cái chấm nhỏ xíu à. Con này bán khách rồi. Mà khách về á. Đúng rồi, đến khách đang test, đang truyền dữ liệu. Không phải đâu. Đúng không ta? Không, hình như con này chưa bán khách hay sao á.
lấy con 14 Pro Max zoom ra mới thấy. Biết mọi người thấy được cái dấu chấm của nó không? Dấu chấm đây nè, đó, như hàng tâm gì đó. Đây. Này cái dấu chấm này nè. Đó. Như hàng tâm gì đó mọi người. Đúng không? Ngay chữ iPhone nè. Nó hơi nhỏ nha. Hơi nhỏ nha. Đó em trừ xuống là 1.8 đó. Em trừ xuống là 1.8. Không thấy được. Đó là nhỏ xíu là như hạt cát vậy đó. Đó, 14.800 nha. Trả góp hay trả trước 800.000. Rồi. Hôm nay em xả tiếp là một con iPad. Chốt S21 Ultra với em. Ok anh Nguyễn Chí Tâm ơi, nhắn tin giúp em nha. Con này thì bữa đang bán á là 4.800, iPad mini 6, iPad mini 5, 64GB. Hôm nay em xả cho mọi người. Này, mọi người muốn em xả nhiêu? iPad mini 5 ZA 64GB. Mọi người muốn em xả bao nhiêu? Đó. Đây. Ngoại hình 7.98 nha. Đó. iPad mini 5 có ai cần không? Em xả con này nè. Mọi người muốn em xả bao nhiêu? Nó cũng bị chấm đây tây rồi không? Đó. Xả bao nhiêu nhắn tin lên em xem được em xả luôn. Đó, để em coi đọc bình luận thì sẽ tính tiếp nha. Báo mấy con này trước. Samsung A73 5G. Đây, hai SIM chính hãng nha. RAM 828GB. Màn hình 120Hz, 5.9. Đây 5.9. Máy còn siêu viền rất là đẹp. Đây. Siêu viền mọi người lột cái là mới tin nha mọi người. Ở đây nó hơi phẩy xíu nè. Đó. Anh đã có hơi phẩy xíu nha. 5.9. Samsung A13 RAM 628GB, 2.950. Cái này hô của khách. Đây. Hai SIM nha. Rồi email 4 số 3 luôn. Rồi pin 5000. RAM 628GB, 2.950 nha. Đó, 2.950. 13 Pro Max màu trắng em không có rồi. M33 5G. Con này màn hình 120Hz nè. 3.350. Đó, M33 5G. Hai SIM nha. Pin là 5000 mọi người. RAM á là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Đó, 3.350. iPad mini bao nhiêu để em chốt hả anh Phan? Đây, hôm bữa em bán cho mọi người á là 4.8 phải không? Bán không được thì thôi em đi xả tiếp. 4.8 không được thì em xả xuống á là còn 4.2 trừ xuống là 600 nha. Đó, iPad mini 5 4.2. Mọi người cứ search thử trên mạng đây là biết giá liền mọi người. Đó. Bảo đảm giá rẻ nhất luôn. Mini 5 nha. 64GB. Đó. 4.2. Em trừ thêm 600.000 nữa. Ai chốt thì nhắn tin em đúp em luôn nha. 12 Pro có không? 12 Pro hôm nay em không có đem lên đây nữa. À đây con này có con hành lý nè. Hành lý tiếp nè. S21 4.750. RAM 828GB. Đó, hai SIM nha. Một eSIM, một siêu lý 4.750.000. Ok chưa? 4.750 nha. Con này tình trạng á là em nói luôn, màn hình zin, sáng đẹp không ấm mố, không lưu ảnh, không bị đốm. Nhưng mà con này á là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi. Đó. Bên em thì có sao báo vậy nha. Không. Ép kính thì nó ép kính nha mọi người. Nhưng mà mọi người muốn ở ngoài chắc chắn là mọi người không biết con này ép kính không, ép kính nó vẫn đẹp như vậy nha. Đó, ép kính rồi nha. 4.750. À, Oppo Face 5. Có máy Oppo không anh hả? Chị Nguyễn Thị Kim Quyên ơi, em có Oppo Face 5 được không? 6.650 nha. RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Chạy con chip Snapdragon á là 888, màn hình á sẽ là tấm nền là LTPO mọi người,
màn hình là AMOLED nha, nhưng mà tấm nền là LTPO mọi người, rất là đẹp. Đó. Màn hình tần số quét là 120Hz luôn. Còn camera. Máy đẹp 99 nha. Máy đẹp 99 nha mọi người. Đây. Đẹp 99%. Đó. Đẹp 99 là phải như vậy. Ok cho mọi người. Oppo Find X á, Oppo Find á là dòng cao cấp nhất nha của Oppo mọi người. Không phải là Oppo Reno là dòng trung cấp thôi nha. Oppo Find là dòng cao cấp mọi người. Rất là đẹp. Lưng nhám nè. Viền kim loại nè. Ha. 6.650 là cam góc rộng. F1, F2. Đó, zoom được 20x mọi người. Có chung gung quang học luôn nha. Ok. Dừng tay trong màn hình. 6.650. Có ship code Sài Gòn không anh? Dạ có anh ơi. Xem tin nhắn giúp chị nha. Chị Lê Hy nhắn tin giúp em nha. Rồi, để coi còn cái gì nữa chúng ta. À 12 Pro hả? Nãy giờ 12 Pro nè, các anh bình luận quá trời phải không đây? 12 Pro của anh đây, 7 Mỹ 128GB. Pin con này là 100%, 12 Pro, màu xanh nè. Trời ơi, nãy giờ anh bình luận, nãy giờ em tưởng là không có đem 12 Pro lên, nằm ngay trước mặt, cái điện thoại che lại. Con này thì đồng viền nó hơi 9798 mọi người. Đó. 11.850.000. Này. Ok chưa? Đó. Anh là trôi đó, là trôi đó như mình lần cái 12 Pro mày không thấy. Giá phone 4 thì có được một con 15.900, bảy Việt Nam chính hãng. Giá phone 4. Việt Nam chính hãng nha anh đây. Đó. RAM 12 và 256 đi. Hôm nay em không có laptop rồi. Hôm nay không có laptop. À, 14 Pro Max thì 20.900 là có máy nha. iPhone 12 Pro Max pin 86 15.200. Con này pin zin. Đây khoảng Mỹ 256 ghi. Pin 86 15.200. Máy bình thường anh ơi, không có lỗi gì hết. Còn con này là máy đẹp nha. 12 Pro là máy đẹp, không? Nhìn máy đẹp nó đã. Đây bên dưới nè. Ok chưa? Đó. Quá đã luôn, quá đã luôn mọi người. 15.200. iPhone 8 Plus 3.800. Pin 100% nha. Này, F1, F2 nè. Selfie nè. Có dưng có chu tông nè, là màn hình zin. Nói chung màn hình zin thì nhiều lúc người ta fix là cũng được mọi người. Lô màn zin fix được hết á. Pin 100%. Con này là 64GB quốc tế nha. 3.800 iPhone 8 Plus. Đúng không? 3.800 nha. Rồi. Hành lý tiếp mọi người. Đây là một con S20 Plus. S20 Plus 5G. Con này bán giá là 3.700.000. Đó. 3.700.000 mọi người. S20 Plus 5G nha. Máy bình thường em đang bán là 97. Con này 99 luôn. À 9798 à. 9798 thì ra 4.750.000. Em trừ xuống 1 triệu. Trừ xuống 1 triệu 050.000. Đó. S20 Plus máy bình thường đang bán là 4.750.000. Con em sẽ trừ xuống 1 triệu. Phiên bản là hai sim nha, một eSIM, một xử lý và đây sẽ là phiên bản 5G mọi người không? Pin là 4500mAh. RAM 12 và bộ nhớ là 128GB. Màn hình có tần số quét á là 120Hz. Đó. Màn hình sáng đẹp nè. Không ám nha. Không ám mọi người. Đó. Đây ngoại hình của nó đây. Ngoại hình 9798. 3.700.000 nha. Con này chạy con chip Snapdragon á là 865 mọi người. Góc rộng F1, F2. Zoom được 20x mọi người. Chụp tấm hình cho người xem. Có dừng tay trong màn nha. Đó. Rồi,
Tình trạng con này á là màn hình nó cũng bị một cái chấm như con 13 Pro. Em sẽ trừ số 1 triệu. Cái này nó hơi nhỏ hơn con 13 Pro nữa. Không cũng bằng á. Đây, nó bị cái chấm đó nè. Thấy không? Như hạt cát vậy đó. Này. Khúc này nè. Đây cái chấm ở đây phải không? Đó là khúc này nè. Đây đây khúc này nè. Ngay con ngón tay em chỉ nè. Đó là cái chấm đây nè. Ok chưa? Bên em thì có sai báo vậy nha. Đó, cái chấm đây là bên đây nè. Thì nhỏ quá phải lấy điện thoại zoom cả mới thấy được mọi người. 3.7 triệu nha. S Time Lux 3.7 triệu. Rồi. Tên tiếp con khác. iPhone SE. Pin còn là 100%. Còn này phiên bản 64GB. Hai SIM nha, một eSIM, một SIM lý mọi người. Đó. 3.450.000. 3.450.000 mọi người. Còn giá phone 4 này không giảm được rồi mọi người ơi. Đây, 3.450.000 nha. 12 Pro Max. 12 Pro Max thì hôm qua cũng bán rồi mọi người. Nói chung là sáng giờ bán 12 Pro Max cũng nhiều. 12 Pro Max giờ giá cũng tốt mọi người. 12 Pro Max 128GB. Con này bản Việt Nam chính hãng và có bản Mỹ nha. Đó. 12 Pro Max là 14.200. Con này pin 84. Nói chung pin 8X á, là pin 84, 85, 86, 87, 88, 89 á là 14.200. Đó. Ngoại hình này 9798. Ngoại hình 9798 nha. À cái con hôm qua nè. Samsung Galaxy Note 9 mà phiên bản á là RAM. Đây cho mọi người xem. Nó chính phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ là 512GB nha. Mà con này là bản chính hãng Việt Nam luôn. Con này bản chính hãng Việt Nam rất là hiếm nha mọi người. Bản chính hãng Việt Nam mà 512GB hồi đó lúc mới ra nó mắc cực, mắc rất là mắc luôn. Nên thị trường Việt Nam mà ít người mua lắm. Đây. Con này bị phải ngay gốc cây bút. Hai SIM chính hãng nha. Hai email khác nhau nè, còn nếu bán hàng á là hai email giống nhau. 4.2 triệu. Này. 4.2 triệu mọi người. Ok nha. Tiếp tục là con Mi 11 Lite. Màn hình 90Hz. Mi 11 Lite màn hình 90Hz mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB nha. Không phải lộ mà. Con này để mang quên lại. Đây. Đây là một con Note 10. Note 10 bản Việt Nam chính hãng 2 SIM, à rồi không? Hai SIM 1, hai SIM 2 nè. Note 10 RAM 8 và 256GB nha. 4.550.000. Đó. Bản 2 SIM chính hãng nha. Đó. Ok chưa? 4.550.000. Con Mi 1 Lite ngày mai bên em mới bán được, không đó bị không đúng rồi, nó báo loạn giá rồi. Samsung A335G RAM 628GB. Màn hình 90Hz rồi. 4.050.000 luôn. Tiếp tục là một con iPhone 11. Có S10e không bạn? Dạ có chị anh Thanh Thanh ơi, Thanh Nguyễn ơi. S10e là 2.950.000 nha. iPhone 11 64GB, bản Mỹ nha. Pin còn là 95%. 6.800. Pin 95%. Ồ máy cũng đẹp lắm nha. 9798 mọi người. 6.800 nha. Tiếp tục là một con iPhone XS 256GB. Con này bản Nhật. Pin là 97%. 6.250. 256GB nha. iPhone XS mọi người. Đó, pin 97. Còn đây là sẽ là Note 10 Lite. Note 10 Lite bản Mỹ mọi người. RAM 12 và 256GB. 5.850. Con này ngoại hình 97 nha, nó có bị chấm chấm nè. Đó.
5.850. Con này A33 còn bảo hành hãng, tháng 3 2024 cũng là 4.050 luôn. Còn siêu viền mà 33 năm rồi báo rồi. Ok, mình chết nhắn phố 4 chuyển cọc nhé. Nhắn tin Huy đây. Ok, anh Nguyễn Minh Lợi có gì nhắn tin giúp em nha, có nhân viên em trả lời. Đây là một con Redmi Note 12 Pro, RAM 828GB, 4.6 nha, màn hình 120Hz. Có nhiều lúc em Apple Fire 3 có sạc không dây không em? Em nhớ là có nha. Em không, tại vì con này em cũng lâu đó, để em sạc cho thử coi. Apple Fire X5 con nào có dây wifi cho ta. Tại mà chết cho mọi người xem. Tại em xíu nha. Em vô wifi cái em chết con Apple Fire X5. Lâu quá không nhớ mấy dòng Apple. À, nay có con S20 Ultra nè. Hôm nay được hai con S20 Ultra, lâu lắm rồi mới có hàng. Rồi không, S20 Ultra 2 SIM. 6.250, giá hôm nay cũng lên rồi mọi. Đó. Một eSIM, một siêu lý nha. RAM 12 và bộ nhớ là 128GB. Con này cam Gazer 100X mọi. Góc rộng nè. X2 nè. X5. Này. X10. Đó. Ok nha mọi người. Hai SIM nha, một eSIM, một siêu lý. Ngoại hình 9798 mọi người. Sáu triệu 250. Con này cũng 6.250 luôn, ngoại hình 9798 nó chấm LTT nha. Đó. Sao mà em không vô được ta? Em vô mạng khác. Đây. Mọi người không biết hay mọi người search gì nè. Đó, mọi người search nè, Oppo Find X5 GSM. Cái trang này nè, GSM Gagena là trang này trang chính thống đó mọi người. Kiểu là cấu hình người ta sẽ ghi hết trong đây. Rồi mình ghi tiếng Anh thôi nha. Đây. Sạc tối đa là 80W. Sạc không dây là 10W mọi người. À 30W nè. Đó. Có sạc không dây nha. Có sạc không dây 10W đó mọi người. Đó. Con đó có sạc không dây nha. Còn con này thì S20 Ultra. Cái con này thì lúc nhập á, nhân viên không biết coi. Cuối cùng ra là giờ con này đã thành lỗ luôn rồi. Bán là 5.850, cũng là bản Mỹ 2 SIM, một eSIM, một siêu lý mọi người. Đó. Cũng là RAM 12 128GB luôn. 5.850. Cái con này á là màn hình ép kính rồi nha. Đó, màn hình có ép kính rồi. Đây, màn hình zin nhưng mà ép kính rồi nha. Em trừ xuống mấy trăm ngàn thôi. Này bữa thành nhập cũng cao nè. Trừ xuống 400.000. Với tình trạng là không màn hình không zin thì ép kính. Đó, màn hình zin mà ép kính rồi nha. Có sao bảo vậy mọi người. Không, hai con cái màn hình giống nhau hết rồi. Hai góc bên đây nè. Đó, tình trạng báo rõ nha. Oppo A95 RAM 828GB, 3.3 triệu, có dương tay trong màn. Có cây iPhone lock nào không anh ơi? Chả chưa có anh rơi quen nguy ơi. S2 Mulut, con này hết pin nè, để mai quay lại. Samsung A32 bản hàng, con này hô của khách. Bản hàng thì RAM 464GB, màn hình 90Hz, 2.750. Đó, con này có dương tay trong màn nha mọi người. Có dương tay trong màn nha. Siêu viền vẫn còn luôn. Không? Rất là ok. Màn hình là AMOLED nha mọi người. Samsung A32. Redmi 12 RAM 828GB. 3.4 triệu. Con này màn hình 90Hz.
RAM 8 nè, chip Helio á là G88 nha. Ổ nhẫn là 128GB, màn hình 90Hz. 3.450.000. Đó. Đây là một con S21 Ultra bản Mỹ, 2 SIM. 1 eSIM, 1 xử lý mọi người. RAM là 12, bộ nhớ là 128. Con này tình trạng á là màn hình nó bị lưu ảnh nhẹ đây nè. Nói chung lưu ảnh nhẹ quá thì không thấy được nha. Em bán là 7.650.000. 7.650.000 mọi người. Đó. Với tình trạng là lưu ảnh nhẹ. Biết thấy không ta? Hơi nhẹ mọi người. Đó, lưu ảnh đây nè, dưới đây nè. Đó. Redmi Note 12 Pro 5G 5.3. Này. Redmi Note 12 Pro 5G nha, 5.3. Đây là Z Flip 5, con này máy mới mọi người, Chugu siêu, được bảo hành chính hãng là 12 tháng. Hình như cái này được cộng thêm 6 tháng bảo hành mở rộng đúng không mọi người? Em quên hỏi cho nhập rồi. Em bảo hành mặc định là 12 tháng chính hãng rồi đó. 16.650.000. Đó. Máy mới đang bán 20 triệu mấy triệu á, rẻ hơn được 5 triệu mấy mọi người. Đây, Chugu siêu nha. Máy chính hãng. RAM 8 256GB mọi người. Đó. Mọi người về khu siêu thoải mái nha. Nó thay môn cha 9.3, bản Việt Nam, con này có hộp với sạc luôn. Này. Nó thay môn cha bản Việt Nam, hộp sạc đầy đủ. 9.3 nha. Máy cũng khá là ok. Đó, sạc nè. Tai nghe AKG. Redmi K50 Gaming. Con này có sạc luôn nè, 5.8. RAM 128GB. Cái này hơi phải đây xíu nha. Đó. Sạc 120W mọi người. Có phím dích cờ vật lý nè. Đó. 5.8 nha. Cái gì ta? S23 Ultra Việt Nam 16.800. Đó. iPhone 15 Plus 256GB, bảo hành tháng 10. 24.900, 256GB mọi người. 128GB thì nó rẻ. 14 Pro Max 20.150.000. Pin 91 nha. Đó, hôm nay có nhiêu đây thôi. Mọi người lưu ý giúp em nha. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh. Vietcombank á là 97168 5, con số 9 rồi. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 499 683, 0703 747474, và 0608 774. Người bên em bán hàng có ship hàng Hàn Quốc, cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên sẽ bảo hành cho người là 3 tháng 1 đợt 1, không bảo hành lên nước cứng đớm và màn hình, có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng nha, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thì có gọc mọi người. Máy 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha, đúng số tiền đó mình cọc lại được rồi mọi người. Và không có trả góp online nha, trả góp là phải đến cửa hàng nha mọi người. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.